phải đẩy nhanh việc xét xử các vụ án nghiêm trọng. Thưa quý vị, ông Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng hôm 18 tháng 4 đã yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Lời phát biểu này của ông Tổng Bí thư được cộng đồng mạng xã hội bàn tán xôn xao trong những ngày qua, trong đó đa số đều cho rằng với thể chế như hiện nay thì những tuyên bố nghe rất mạnh mẽ, nhưng làm thì xem ra rất khó vì tham nhũng đại án đã trở thành dây mơ rễ má tại Việt Nam từ lâu nay rồi. Như chia sẻ của Nick có tên Thạc Lê sau đây. Biết rồi khổ lắm nói mãi, chúng tôi cần các vị làm, chứ chúng tôi không cần các vị nói. Hay một Nick nặc danh chia sẻ như sau. Vấn đề là ở chỗ môi trường, tức là thể chế sinh ra sâu. Nếu làm sạch môi trường, tức là cải tổ thể chế chính trị, thì tự nhiên sâu sẽ không có đất sống. Còn cứ bắt thì có bắt cả đời cũng không xong. Nhưng theo ý kiến của luật sư Lê Công Định trên trang Facebook cá nhân thì ông Trọng không có quyền để yêu cầu sự việc này. Ông lấy quyền gì theo hiến pháp để yêu cầu các cơ quan tố tụng điều tra, truy tố và xét xử các vụ án? Điều 4 chưa cụ thể đến mức ban cho ông quyền đó. Hay ông quen nếp nghĩ rằng Tổng Bí thư Đảng cầm quyền mặc nhiên có quyền lực tối cao bất chấp hiến pháp và luật pháp? Thưa quý vị, để có thêm nhận định về sự kiện này, chúng tôi được nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội chia sẻ với chúng tôi qua Sky Video sau đây. Vâng ạ, xin gửi chào đến ông Khắc Toàn. Thưa ông, trước hết, ông nhận xét thế nào về những tuyên bố của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ạ? Đúng như vậy. Ngày 18 tháng 4 vừa qua, thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có tuyên bố đẩy nhanh các cái vụ trọng án, điều tra đến đâu thì xử đến đấy, làm rõ như thế nào thì xử như thế. Cái tuyên bố này của ông Nguyễn Phú Trọng thể hiện ông rất là sốt ruột trong cái bối cảnh mà cái chính phủ của Nguyễn Xuân Phúc vừa mới hình thành được ít ngày. Và đồng thời, ông cũng giữ lời hứa của Đảng Cộng sản Việt Nam và của cá nhân ông ấy là sẽ sớm đem 8 vụ án ra xét xử trước cái thềm khai mạc của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 đầu năm 2016 mà chúng ta đã biết. Nhưng mà cái dự tính đó của ông ta cũng như của Đảng Cộng sản Việt Nam chưa làm được. Thì nay ông ấy là tiến hành làm để chứng minh rằng cái việc chống tham nhũng mà ông ấy đang đứng đầu cái bộ máy ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương là rất quyết liệt trong cái việc này, không khoan nhượng trong cái việc này, và coi đó là một cái nhiệm vụ là quan trọng trước cái đại quốc nạn tham nhũng hiện đang lan tràn ở Việt Nam hiện nay. Vâng ạ, vậy thì theo ông, cái cuộc chiến chống tham nhũng mà lâu nay các nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn hô hào đó, thì nó sẽ đi tới đâu trong nhiệm kỳ này thưa ông? Thưa anh, là đúng là trong nhiều nhiệm kỳ của các tổng bí thư từ khi mở cửa vào năm 86 đến nay, thì người ta hô hào rất nhiều về vấn đề chống tham nhũng, lập ra cả những cái cơ quan từ trung ương tới địa phương để phòng chống tham nhũng. Nhưng mà cái đại quốc nạn tham nhũng ở Việt Nam hiện nay vẫn lan tràn mà không sao ngăn chặn được, không sao hạn chế được. Có những vụ họ đã bắt bớ xử đến chung thân và tử hình, án rất nặng. Nhưng mà càng ngày cái đại quốc nạn ấy thì thưa quý vị là nó tiếp tục vừa gia tăng đến chóng mặt. Người dân trong nước, công luận và xã hội trong nước cũng như bạn bè trên thế giới, thưa quý vị, cũng đã mất hết tin tưởng, kỳ vọng vào cái quyết tâm chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có những vụ mà họ đưa ra xét xử nhanh, xét xử gấp như là một vật tế thần để mà xoa dịu cái sự phẫn uất của dư luận cũng như cái sự bất bình của các cái chính phủ, của các cơ quan mà cho vay mượn quốc tế. Chẳng hạn như cái vụ Huỳnh Ngọc Sĩ mà chính phủ Nhật Bản phải đe dọa đến mức độ là chưa làm rõ và chưa đem ra xét xử cái vụ này thì họ sẽ ngừng viện trợ. Nhưng mà có nhiều vụ, thưa quý vị, là rõ ràng các cơ quan truyền thông quốc tế, một số chính phủ trên thế giới, họ đã đem nhân viên của mình, đem quan chức của mình ra xử một cách rõ ràng. Thế mà Đảng Cộng sản Việt Nam trong nước vẫn bao che. Điển hình như vụ in tiền polymer mà ông Lê Đức Thúy, rồi một là sĩ quan cao cấp trong Bộ Công an có dính líu, chúng ta đã biết. Cái việc mà phòng chống tham nhũng ở Việt Nam, thưa với quý vị, nó như là đánh trống bỏ rồi và bắt cóc bỏ đĩa mà thôi.
Và cái nguyên nhân cơ bản của cái chống tham nhũng không thể làm được ở Việt Nam vì cái chính là Đảng Cộng sản vẫn duy trì cái chế độ độc tài toàn trị. Họ vẫn ôm tất cả cái khối tài sản của đất nước vào trong tay mình, vẫn giao cho các cái cán bộ mà phần lớn là mất phẩm chất đạo đức, phần lớn là suy thoái, tư tưởng trợ chiều vào những vị trí then chốt của cái bộ máy điều hành kinh tế, bộ máy chính trị. Thì làm sao mà có thể chống được tham nhũng? Muốn chống được tham nhũng thì hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam phải chấm dứt cái độc tài toàn trị, phải cổ phần hóa, phải kinh tế tư nhân, nền kinh tế nước nhà, phải trả lại cái quyền, các cái quyền con người căn bản cho người dân, phải thúc đẩy cái việc mà xã hội công dân và xã hội dân sự, xã hội phải có sự phê phán, phải có sự thanh kiểm tra, phải có sự giám sát, phải có sự phê bình thường xuyên chặt chẽ của công luận, của người dân thì mới giảm được cái sự tham nhũng và chấm dứt cái sự tham nhũng. Cứ còn chế độ độc tài, còn Đảng Cộng sản thì đấy là cái bộ máy chính sản sinh ra độc tài toàn trị. Ông Trọng cũng sẽ không bao giờ thành công trong cái việc chống tham nhũng. Và tiếp tới đây là những tổng bí thư kế tiếp ông Trọng nữa cũng không bao giờ thành công cả. Điều đó đã được lịch sử, đã được thế giới chứng minh rất rõ ràng, thưa với anh và với quý vị. Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ của nhà báo ông Nguyễn Khắc Toàn. Và kính thưa quý vị, tình trạng tham nhũng tại Việt Nam từ hàng chục năm nay đã được các nhà lãnh đạo coi là một quốc nạn và liên tục hô hào phải chống tham nhũng bằng mọi giá. Nhưng trên thực tế thì càng chống tham nhũng đã không giảm bớt mà còn tràn lan với nhiều vụ tham nhũng lớn hơn mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gọi là đặc biệt nghiêm trọng. Vậy liệu lần này người dân có hy vọng vào những tuyên bố xét xử nghiêm minh đúng pháp luật của lãnh đạo Việt Nam hay không? Xin cảm ơn phần theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại vào chương trình lần sau. Mến chào tạm biệt.